Ăn ở không á, ăn cái gì hậu ăn là được rồi. Em nhanh nhất được thôi. Hả? Hậu ăn gì? Ok, ăn Đi đi vô xe, vô xe kìa. Đó, đó, đó. Cái mặt này, coi cái mặt. Thành phố về đêm, quay chút xíu thành phố về đêm. Đi qua cái cầu này gọi là cầu gì đây? Tài xế đẹp trai. Hả? Cầu Ba Son. Ok, còn 581 tầng bên đó kìa, màu đỏ kìa. Tòa nhà 81 tầng. Con biết nhà chờ chú Tuấn là gần đó, con biết không? Sát bên á. Sát bên luôn á. Sao nhà Tuấn đâu không hùng lại mở một cái tổ hợp? Bữa chú Tuấn mở làm đây hả? Ở bên gần ngay chỗ tòa nhà mà đúng không? Chứ không phải đây đâu. Bên chỗ kia ngon lành hơn. Bên đây ngon lành hơn hả? Dạ. Trời ơi, để chờ chút video đã. Hèn chi. À, hai nhỏ này lộn xộn. Ồ, phải phải có người ra đằng sau chứ. Chú chèo ra đằng sau đi anh. Biết luôn hả? Ok, chơi luôn. Chứ mất công, mất thời gian quá, đói bụng quá à. Kẹt xe hả? Kẹt, nó đóng, nó không cho đi đường kia. Ai đây? Ai đây? Hai cái mặt này nè, quen quen quá. Quen quen. Bữa giờ nhân vật này nè, bữa giờ mới thấy mặt luôn nè, ghê chưa? Mấy giờ về rồi mới chào hai dì chưa? Lên mấy xe. Đứa chào dì kìa. Lên xe xong rồi. Này là vợ của chú Tuấn. Cô Hà. Này là cô dì Hằng nè. Trời ơi quen quá luôn rồi đó. Dì Hằng trên đây nè. An đằng sau bà ơi. Ấy có gì An. Mà hôm nay mới nãy giờ Tuấn nói dữ lắm mà giờ im. An có hay dám nói xấu hả? Nói được có một câu đó thôi á. Hồi nãy nói nhiều hơn kìa. Đặt gà xe kìa. Ok. Chính Thủ Đức dồn lại thành phố Thủ Đức luôn. Thành phố Thủ Đức mà dân thuộc của thành phố Hồ Chí Minh. Ừ. Cái tùm lum khó hiểu quá. Bởi vậy bây giờ mà đi làm giấy ghi cái tờ giấy không có đủ. Không có đủ chỗ. Lúc trước là anh chỉ ghi quận 2 thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ ghi là thành phố Thủ Đức và thành phố Hồ Chí Minh. Khổ ghê luôn á ha. Nữa. Đừng bỏ ở trước này hả cho là bên ông làm tôi đi qua bên ông nhờ mọi người vậy à. Đó đi qua bao nhiêu trận quay cái tòa nhà này rồi mà chưa lên nó. Nó là Vinpearl đó bố. Nó là Vinpearl á. Thơ một trong những khách sạn mình ở á. Thì sao về đây ở bố ơi? Hả? Chợ Bến Thành gì? Sau thì nó mới mẻ hơn, nó xên, nó rộng rãi hơn nha. Cua nói không ấy tưởng phong cùi á. Nói lại chú ý quan sát nha. Trời chết chớp chớp thì ghê không.
chớp qua chớp lại đá lông nheo thấy ghê không hà? Những xe ông đa mà đòi đá đèn như bởi đó. Vậy chơi đá lại liền chói đá, mắt phòng cua rồi ngồi cũng mắt rồi luôn kia mà đá đèn cây sứ quán này là cái mới nè chứ kỳ rồi mình đi cái kia không kỳ rồi mình đi đây không chị đi cái kia mà chị nhớ mà đâu có hàng rào này đâu chị còn đi vô coi video lại đi mát chơi mát đi đánh thì luôn chứ xuống rồi con xuống trời ơi nghe mùi luôn thấy ghê không anh cầm cái phone kia đó nghe anh ghê luôn thơm hết hả mỗi cái xe kia kìa cái này này hả cái này này biết hết trơn à biết hết trơn hả ai biết đâu kêu cứ vô nói cái lấy cái bàn mình nãy gọi điện coi mà ở đây người ta nói hỏi hồi nãy đặt bàn rồi mà sao thằng em tới trước mà nó la là nãy giờ chưa lấy vô bàn mà không hiểu là 12 người á em không có đặt gì đó mà mở khỏe không mà thầy em đây bà mở á con vợ của cậu ông cậu đó bà mở mở màn mở mặt ra cho nó thấy dung nhan sắc đẹp trời bà mở thủy giống quá không giống he con hồi xưa không bây giờ xuống xe bé em đi vô gì quá ngon ủa giờ ngồi đây hả ok ngồi kế hồ sen luôn á không ngồi kế hồ sen ở đây rộng lớn hơn bên kia ha ủa ngồi ăn ngay cổng luôn à trời ơi khỏi chạy đi đâu luôn ủa nhưng mà mình phải đi chợ đem thêm trái sầu riêng kia vô luôn chứ này có mấy muối rồi chút nữa mình vô giờ mình phải đi chợ á anh đi theo tụi em coi nè để cái này đây đi đi chợ cậu mở mời cậu mở ngồi tụi con đi chợ cho cậu mở đi ngồi em ngồi xuống đi Như đúng không không nhớ hả chưa nè mấy đứa đi đâu coi cua không cua đồ biển nè đi qua coi không đó mình qua mình chọn cái người ta làm đi không bé An cờ bà mở cái này em của bà ngoại nè này là vợ của cậu ông cậu đi đi mình đi coi cua mình đi đặt cua đi qua đây anh nè anh quay đi em lựa cua nha ok bắt đầu rồi cua cho mấy em ăn ha ủa có cua không có cua gà đó con gì đó hả à. Oh that's a razor clam that's his pee pee so we can you see this crawfish crawfish huh crawfish no,
Cái này hả? Con này không phải là lobster, con này là con prawn. Con này là con prawn. Prawn là con tôm, tôm cá. Con này là con cá. Cá, cá giống như cá fish vậy. Ồ, cá nè. Cá, cá rockfish nè. Cá mú. Cái này là sầu me. Sáu con à? Sáu con là sầu me với lại cà ri đây. Vừa này lấy một con đi. Gì vừa này lấy một con. Thank you.
kia. Ăn bữa mình đâu có kêu cá gì đâu phải không? Mình ăn cua không mà, trời mua mười mấy, 18 con cua rồi còn gì nữa. Lấy ra ngoài coi sao? Ờ, mình ăn ít nên mình mới kêu cá. Ừ, trời ơi, giờ kêu 18 con cua lận á. Phải kêu con kêu đồ. Có cơm chiên nữa hỏi cái gì? Phải có cơm chiên thì kêu ở đây luôn hả? À, đi đi ra rồi đó. Rồi, cảm ơn. Cái gì? Làm tôm là hấp dẫn không nướng? Con cua mà. Đây có khu vui chơi con nít luôn. Ăn xong nó vô nó nhảy. Bữa giờ mà về đi đâu anh? Ủa giờ đi đâu rồi? Giờ đâu ta? Em ơi, cái bàn này nằm đâu vậy? Chị không biết đường luôn rồi. Dạ, ở phía sảnh trên nhà cho nó con. Ồ vậy hả? Dạ, đúng rồi. Sảnh trên nhà. Giờ kêu cơm rồi đi ha. Ha. Uống hả? Cậu đi xe hay cậu lái xe? Cậu tự chạy đến đó hả? Vậy là không được uống rượu rồi. Không, rượu quá. Rượu Cường đem tới nè. Trời ơi. Em đi taxi cũng muốn, em tự lái xe tới hả? Rồi xong hàng lát về phòng uống. Cái này nghiêu nghiêu hả em? Nghiêu xả để đây nè. Đúng rồi, cho tụi nó ăn. Để cái này cũng được, kệ nó đi, nó ăn cái nào nó ăn. Hai cái à hả? Để nãy mình kêu hai cái thôi đó không? Để qua hai bên. Tự mấy phần loại mà. Mình kêu ra mấy loại lận mà. Hả?
này là gì vậy em? Cái này là cái đó là gì em? Cái này là gì? Đây rồi, mỗi thứ hai cái rồi. Cái nào là thái, nào là xả? Đâu có đâu, kêu thố này thố kia mà. Thố này thố kia rồi. Thôi đưa luôn đi. Không sợ của người khác gọi thôi, hiểu không? À, đưa luôn đi. Chị chứ sợ của người khác đặt thôi. 1 ký 1 ký 2 cái. À là chia ra làm 2. Ok. Cho lên chở cho anh Cường đồ dễ ăn rồi. Đông nhiều rồi. Nè lên đâu? Đây. Lên đây cho mấy em với Duyên. Sao có lên đây vậy? Nhiều món lắm á, ăn từ từ đi con. Mời cậu mợ. Mời ông bà đi con. Bỏ đi con. Cái này là theo kiểu Thái Lan. Còn cái này là kiểu xả. Cái loại món mà Hậu thích ăn là nghiêu à. Bỏ ra chén. Cái này không cay nè. Cái này chắc nó cũng hơi cay thôi, đâu có cay nhiều đâu. Nó tự lấy nó ăn. Mời cả nhà ăn nghêu nha. Cậu mở ăn nhiều nhiều nha. Nhiều món ra đó. Ăn tươi quá hả? Cái nghêu này tươi quá trời. Ăn đi bố. Nghêu đang hết trơn rồi. Ở đây cũng có cái quạt nào á, nó nóng quá trời nóng ở đây. À, của bên kia chắc. Thôi giờ bắt đầu họ mới kẹp càng. Kẹp càng à. Kẹp cái vỏ để mình ăn cho dễ á. Nhưng mà sao họ không kẹp trước để họ xào cho nó thấm vô trong á. Cái này là xào cà ri. Nè xào cà ri với bố. Nó có bẻ á. Cái này là mực. Ủa cái này là món gì em? À miếng xào đồ biển. Hải sản đúng rồi. Hải đồ biển không chịu, chịu hải sản nè em ơi. Thấy không? Ở đây cái này là món gì em? Cái này là món gì? À cái này me. À cái này cà ri nè. À cái này là cà ri. Đã quá ha. Đó, rồi giờ em để lên đó phải không? Dạ được, để đây để mấy cái dưỡng đồng đọc tạm ăn. À vậy hả? Ok. Rồi làm cho chị một cái nghêu xào lá quế được không? Là chị phải dặn với chị chia hai dĩa ăn. Không, chỉ cho cái thằng đó ăn thôi. Tại vì nãy giờ mấy người kia ăn cái lá quế gãy rồi nó không ăn được xả. Cho nên nó đang không có vui. Cho nên cho nó một cái tô ra xào lá quế cho nó vui nghe không thằng con. Rồi. À xào lá quế.
anh qua coi nè, để chụp cái tấm hình nè. Ấy cái ấy cắt cái ra cho dễ. Này cắt càng luôn để cho dễ ăn. Cơm chiên ra nữa. Hả? Trời ơi, có bữa ăn hôm nay thôi hả? Có gì đâu mợ. Không có bông bí rồi. Hàng không có. Rồi kêu món gì khác ngoài bông bí. Có món gì khác ngoài bông bí em? Rồi em Thiên Lý đi. Mấy cái này là không có đậu phộng. Mấy cái này là không có đậu phộng ăn được hết á. Ốc à, ốc sầu huyết. Chứ đâu phải ốc. Cái này hằng mở ra rồi á hả? Mới mở ra chị nha. Không không, chị tự ăn thì chị mở thôi, lo gì. Uống gì vậy? Uống nước gì vậy? À, biết đâu à. Cái này của hằng hả? À, của chị. Chị đâu có uống. Uống nước gì? Không, chị uống nước lạnh được rồi. Hằng uống đi. Ôi trời ơi. Rồi Cường để bên đó kìa. Có 6.000 cái luôn đó. Dạ, chị đưa chia ra hai bên hai dĩa. Gắt luôn hết cho chị đi. Rồi, mấy em tự gạch cắt ra luôn, cái này là ăn quá sướng luôn rồi, phục vụ luôn rồi. Cái này là gà cua gạch phải không? Đúng rồi. Cái này cháu ăn cua gạch. Tự cái loại cua này nó cứng quá cho nên phải đập hết em ha. Ủa nhưng mà sao lúc đầu mình không bóp cái vỏ trước để khi mà xào thì ăn nó khỏe. Vỏ gì à? À nó tẩy đó hả? Tội nghiệp mấy em trai này ngồi làm luôn, phục vụ luôn. Ủa Hằng, hồi nãy mình kêu mấy cái cơm vậy Hằng? À ba thố hả? Ba thối đủ không ta? Cơm chiên cá mặn. Ủa cái hậu này không cơm chiên. Xà lông. Không biết ăn mấy cái đó. Chị kêu cái miêu cho nó rồi. Miêu làm gì? Cái miêu xà lông quế nó ăn cái đó được hơn. Có kêu lấy chưa? Có kêu rồi. Nghèo là con lem. Lem á. Nó ăn cái đó được. Thích chưa? Nó không thích xả đồ. Khổ qua xào. Bà ngoại thích ăn món này lắm á. Mẹ có kêu mấy cái rau kia mà người ta hết rồi. Mẹ kêu cái món khác rồi. Bẻ sẵn cho mình nữa. Anh em. Rồi lông nướng anh Cường ơi. Gắp cho chị một con em. Gắp người cho chị với anh mỗi người một con được rồi. Đây nè, có đây rồi. Cho cái đi ăn. Đủ rồi, để bên đó ăn đi. Con nó dễ ăn. Kìa, mẹ cho con thêm cái nữa nè. Nó tự gắp luôn rồi kìa.
Dạ bố. Nè ăn tiếp đi ra, đông nè, còn nè. Bên kia có chưa? Đưa bên kia chưa có, không để cho bên kia kìa. À cái này của mình, à trời ơi, người ta nhiều quá, người ta không có chỗ để phải không? À cơm, cơm để bên đây cho tụi nó ăn nè. Để bên đây cho tụi nó ăn trước đi hả? Cơm kìa con ăn đi kìa. Trời này nãy giờ nó mê cua, nó ăn nãy giờ cua à. Duyên cũng ăn hả? À? Tụi nó không biết ăn. Nó lười lười gà lụm á ấy. Nhưng mà giờ nó ăn cơm, con ăn cơm với lại Nghiêu. Con ăn thêm gì không? Mẹ gọi thêm. À càng. Cô chia một con như thế này, 6 con đó nha. Ok, 6 con chia càng ra, lát cũng mới lộn nha. Con thằng nói lời rồi, hai đứa kia nó mang là lời rồi. Con kia nữa kìa. Ủa đâu rồi cái càng đâu rồi? Để. Cảm ơn. Lát cái này cà ri này nhìn hấp dẫn quá. Cái nước cà ri đó ngon. Đây nè anh. Đừng có quýnh lộn nha. Trời gạch gạch đâu, gạch đâu. Trời ơi gạch đẻ quá. Trời ơi nó chắc quá ha, nó chắc dễ sợ. Nó cày ở trên này luôn nè. Ồ vậy á hả? Đừng có quýnh lộn nha. lấy gạch quýnh chọi nhau nha. Cái này là mấy con này là gạch đó, mỗi người nửa con đó anh. À bây giờ giống là cho anh. Đó kêu xà la quế đó. Rồi. Từ nãy nói làm hai dĩa mà em nói một phần thôi á. Ờ đúng rồi. Cô gọi cái dĩa tập kia luôn. Vậy cô nói là cho anh này ăn mình nó chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Là cái này một phần là bao nhiêu, là có nửa ký hả hay là sao? Dạ đúng rồi. Là không có xả đâu. Bởi vì nó không có ăn xả, thành ra kêu này cho nó ăn riêng. Ăn vậy á hả? Đã quá hả? Nó ăn được quá. Sao em nói sao cà ri này là sao? Cái sốt ngon quá hả? Nó bảo cái sốt ngon quá, chấm ngon quá kìa. Cà ri á. Giờ làm nó ăn. Ăn có hết đâu kêu cho cố thấy không? Đó, con, cô gặp mình tính cái con này nữa là mình dư. À. Mình kêu với mình thôi được, bỏ mấy con kia ra. Bỏ ba con ra. Mình dư hết ký. Tự thằng cũng chưa ăn mà. Bốn đứa em đó. Ba đứa với lại em là bốn. Thì đó vậy. Ba dì cháu mình chưa ăn bốn đó đó. Bốn dì cháu. Ông tài xế biểu diễn, anh tài xế đẹp trai. Tuấn đẹp trai. Hôm nay chị thấy đổi rồi em, để Tuấn khờ. Ghê lắm, bị vợ đi riết là khờ rồi. Phải không Hà? Cái này sầu riêng mới, lại mới đi ở dưới Đồng Tháp á. Anh Cường biết đây em làm 1 tháng nghe không? 6 ri mà có tháng là có 6 triệu sữa, mới. Là 300 đô mà chị tính là thử. Ngày anh làm 3 chứ. Rồi thôi em thu anh rồi. Thôi. Vậy là một ngày của anh là không hết phải đem về nè. Quá trời quá đất luôn. Trời ơi coi tài Tuấn đẹp trai sẽ gì đây? Sầu chung. Cái này loại mới á cậu mở. Cái này là 6 ri sữa. Cái này 6 ri sữa mà cậu. Loại mới á. Hồi nãy sẽ trái ăn tại chỗ. Kìa ăn mới mỗi người con với Tuấn với lại Cường mỗi người thử muối à. Giờ còn nguyên đó. Giờ rồi mua thêm 2 trái đem xuống đây ăn nè. Ừ.
để qua đó đứng đứng bên đây quay giờ mà bị cái chúng cái lách không à. Ăn đi Như, ăn đi cậu mở. Mời mời con, mời cậu mở. Rửa tay chưa Tuấn ơi? Rồi. Học vệ sinh nè. Có không? Cái này nguy hiểm. Tôi mở kiểu đó luôn. Quá ngon ghê chưa? Đó. Anh đưa cho Cường gặm gặm coi. Anh đó cho anh. Đưa cái miệng gặm. khỏi lột ra. Đang ngồi ở Huế nó hút qua kia, chắc là thịt bò dính hút lên. Ngay sau riêng sữa đó. Ăn đi chị, ăn chị lấy. Bởi vậy. Nó ráo cơm hộp nè. Vậy hả? Chưa bán ở bên Mỹ đâu á. Cái này là chưa bán bên Mỹ đó hả? Ăn ngon ghê không? Cực khổ cắn chua. Sau cuộc cực khổ cắn cua phải không? Giờ coi kìa, nhìn mặt mệt mỏi hết rồi. Rồi cậu mở tiệm. Nó cũng giống dai sáng, nhưng mà cái sáng có vẻ là nó mềm hơn. Mềm lại ăn ngon sữa. Trời, nó biết người, nó đưa luôn kìa. Coi nhiêu. Rồi kiểm tra đi, móc túi đi bố ơi, sẵn đi. Đó, kiểm tra đi, đâu có nhiêu tiền đâu. Lát chạy thôi. Thắng ở lại rửa chén nha. Hai lon bia tính chưa? Kìa, Gucci á, chị Trinh tặng á. À, cho nên ba bắt trả tiền. 1 triệu phải không? 1 triệu 6 đủ không? 2 triệu. 3 triệu 4 triệu 5 triệu, 6 triệu đúng không? Đúng rồi, đưa thối lại. Giữ cái này đi. Rồi em thối lại cho chị. Lát có gì cho chị cái copy nha. Rồi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 7, 12 tờ mới đúng. Ồ, tiếng tờ. Bật. Trời ơi. Tiếng tờ đâu vậy? Vậy là đưa trong giỏ em. Không, tiếng tờ. Tiếng tờ. Tiếng lộn. Em đủ không? Rồi. Sorry em nha. Con ơi. Về. An ơi đi về An. Có 200 à. Bởi vậy thấy tội nghiệp quá vậy. Lấy đồ ăn kìa. Lấy đồ. Tự gì lấy bên đây rồi. Tự bên đây mấy đứa nhỏ nó không ăn á. Cho nên nó lấy rồi. Bay cậu mợ. Ôm cái. Ôm mợ thôi, không ôm cậu đâu. Mợ. Chơi đó. Nó đi chơi, nó đi đi ra bếp đi. Rồi con bay cậu mợ luôn nha. Rồi cậu mợ về đi, kẻo tối rồi. Dạ. Rồi thôi đi về. Đi con, lên xe con. Đó, à vậy hả? Ngồi cái gì vậy? Hậu ngồi cái gì vậy?